Lịch sử, chuyện giả sử về các doanh nhân Việt Nam Tác giả, nhiều tác giả, người đọc, Trân Châu Ngô Sĩ Liên Dù Lê Thanh Tông hỏi Nguyễn Cư Đạo Khanh thay Ngô Sĩ Liên là người như thế nào? Nguyễn Cư Đạo hỏi lại Tâu bệ hạ, thần chưa hiểu người hỏi để cất nhắc hay để dùng vào việc chép sử Tạm môn cả hai Nguyễn Cư Đạo ngắm nghĩ một lát rồi thưa Sĩ Liên cũng đáng gọi là bậc có học trong đám thần tử của bệ hạ. song ông ấy không thích tham chính, không thích nịnh nọt người trên. Hoặc la cà đến những đại thần như người ta thường thấy. Cái đam mê duy nhất của Sĩ Liên là được chép sử. Thần có được tiếp xúc với ông ta vài lần. Thấy nỗ lực có thể tin cậy. Về khí chất thì có tính, có dũng như thế. Nếu bệ hạ cất nhắc thì cứ dùng vào tòa đô ngựa sử mà giao cho công việc ở quốc sử quán là đúng nhất. Vua lại nói, ta hỏi ông, ta chính là người lấy tịnh bạn từ hồi ta còn là tức dương chưa làm vua để đái ông. Giờ đó mới có biệt nhãn này, người chép quốc sử ăn cơm của ai? Tâu, thần dân nào không thuộc ân sủng của bệ hạ? Ăn cơm vua hưởng bổng lọc của vua mà lại nhạo bán đương triều thì có nên dùng để chép sử không? Nguyễn Cư Đạo ngồi im không trả lời, vua đưa một tờ giấy cho Nguyễn Cư Đạo xem rồi báo. Người đọc đi rồi sẽ biết, rồi mặt rồng lầm lầm dẫn dữ, Nguyễn Cư Đạo cầm tờ giấy lên đọc. Nhân Tông mới lên hai tuổi đã sơm nối ngôi, thay hậu Nguyễn Thị là gà mái gáy sớm, đồ độc lê khuyển như thỏ khôn giữ mệnh. Dư đàn bà mắt quán buông rèm ngồi chung thăm khuê, bọn họ ngoại khoác lát, lòng tham hoành hành khắp cõi. Bỏ thân riêng nắm quyền dị, nạn hối ngộ được công khai, dược giang giáo lặng lẽ như băng tan, người hiền phải bó cánh bọn túc nho như lý tử tấn trình thuấn du thì đẩy vào chỗ nhà phường dốt đặc ào ào như ông đàn nổi dậy như cho chuột nha răng tế thần như lê sát lê sáng thì ngu si không phân biệt được sao loài xuất vật trưởng binh như lê điêu lê luyện thì mù tích chẳng làm sao hiểu được bốn mùa một năm bọn lương thần như trịnh khả khắc phục thì kèn cửa mà giết đi Người tài sử như Nguyễn Mộng Tuân thì đẩy vào dòng tai quả. quan ổn không thể kêu xin mọi việc thái đều đổ nát. Người trẻ không biết nghĩ, làm bẫy ngông cuồng người già chẳng chết đi trở thành mối quả. Bản quan mua kiện, ưa giàu, ghét nghèo. Hiện tại vốn là sườn cổ của triều đình mà sạch không như quét đất. Văn chương vốn là khí dẫn, ùn ắn tựa cỏ khô. Thầy Nguyễn cứ đạo đọc xong vẫn ngồi im không nói gì, vua vẫn chưa nguôi cơn tức giống như đai nghiến chẳng là nhà chép sử lại lôi anh và mẹ vua ra mà chửi nhạo bán tiền triều khinh mãn không ra gì chữ nghĩa thánh hiền ăn học đế đâu mà lại sàm sỡ càng dở thế nhà vua thở gấp lòng giận vẫn chưa nguôi nguyễn cư đạo nhập một ngụm trà rồi thông thả nói bệ hạ đang cơn bực bội thần vẫn xin được nói điều thẳng như từ xưa đến nay đã nói văn khí trong này như lời lẽ của lãng sơn dương sai giết khi tiêm ngôi quốc sử quán sưu tầm để nghiên cứu nhận xét người như ngô sĩ liên đang làm quan đương triều ta cũng đánh giá nỗi đức độ của tuyên tự hoàng thái hậu và công lao của tiên đế nhân tôn chắc là có kẻ nào dèm phá ngô sĩ liên chép lên tân công với bệ hạ thôi xin ngài ngự hãy minh xét lê thánh tôn thấy lời tao có lý nhưng vẫn chưa chịu yên lại hỏi Trần Phong, Ngô Sĩ Liên chẳng đã được triều đình thiên hưng của nghi dân trọng dũng đó sao? ta chưa bỏ được chúng vì còn tiếc chút tài mà dùng. Và lại ném chuột sợ dở đồ, ta mới lên ngôi, e là điều chưa tiện. Nguyễn Cư Đạo thở dài nói, Dũng nhân như dũng mộc, bệ hạ ân đức đã được triều đình suy tôn, trần phong chẳng qua, cũng chỉ thảo việc hành chính hơn bọn phạm đồ, phan bang, trần lãng, ngô trang, nên được lãng sương Duyên dùng thôi. Còn ngô sĩ liên thì mới đổ, được tiến cử và chép sử ở ốt sử quán là do thực tài chức trách cũng chưa quyết định được gì. Đáng đâu bệ hạ bận tâm. Lê Thanh Tôn lại hỏi, Ngô Sĩ Liên có họ hàng gì với Ngô Trang không? Nguyễn Cư Đạo nói, hai người nếu có liên quan, thì sao Vũ phê trước lãng xương dương, hoàng tể tướng đâu để cho ngồi ở quốc sử quán nữa? Lê Thanh Tôn bây giờ mới hỏi sang chuyện khác. Ngô Sĩ Liên hỏi sử quan Lê Nghĩa, hôm qua ngày ngữ đến đòi xem quốc sử phải không? Lê Nghĩa ngồi im không nói gì, quả hôm qua hoàng thượng còn ngự giá đến tòa đô ngự sử rồi ghé đến quốc sử quán người đi một mình mà không cho đại thần theo lê nghĩa rước lê thánh tôn vào rồi cung kính dân trà lê thánh tôn hỏi trước kia nhà đường bên trung hoa phòng quyền linh là quan chép sử đường thái tôn muốn xem thật lục quyền linh nhất định không cho xem người so với quyền linh thì ai hơn thanh thượng giảng tuế lê thánh tôn cười ta hỏi ngươi ngươi hãy trả lời sao lại tung hô Nghĩa đỏ mặt nghĩ một lát rồi nói Đạo thần tử du báo chết cầu phải chết Huống chi chỉ muốn xem thực lục Lê Thánh Tôn lại cười Xem ra ngươi cũng muốn làm tôi trung đấy Ngươi có biết sự kiện ở cửa quyền vũ thế nào không Tâu đó là chuyện đường Thái Tôn giết hai anh là kiến thành và nguyên cát Quần thần cho là chưa thỏa đáng Cho nên phòng quyền linh không muốn cho nhà vua xem xử Sau đó thì thế nào Phòng Nguyên Linh có chép nhưng chỉ ghi mấy ngày tháng xảy ra việc ở cửa quyền vũ, chứ không chép rõ. Sau đường Thái Tôn bắt phải cho xem. Nguyên Linh cũng đành theo, Thái Tôn thấy chép mập mờ nên bắt phải chép lại cho rõ ràng. Lê Thánh Tôn nói, thế thì ta cũng muốn làm như đường Thái Tôn. Lê Nghĩa thẳng thốt thưa, từ xưa đến nay Thánh Hiền đều châm chua mà xem quốc sử, đều không phải là việc hay. Những việc làm của đường Thái Tôn và phòng Nguyên Linh đã bị người đợi sau chê bai thần sở dâng lĩnh bệ hạ vua nói ta xem các ngươi chép sử hàng ngày xem ta có lỗi gì thì sao sẽ sửa nghĩa vẫn cố can chỉ cần bệ hạ gắn làm điều hay thôi cần gì phải xem quốc sử lê thanh tông thở dài chẳng lẽ ngươi lại không chiều ta được hay sao lê nghĩa thấy vua tâm thành liền đem những việc ghi chép hàng ngày của sử quan dâng lên vua nghĩa kể lại cho ngô sĩ liên nghe liên cười khẽ mà nói Tôi tưởng Đại Việt mình hơn Trung Hoa là ở chỗ không xảy ra những chuyện như đường Thái Tôn và phòng quyền linh ở sử quán. Ai ngờ lại dẫm vào vết xe đổ trước. Lê Nghĩa nói, ông nói qua lời chăng. Ngô Sĩ Liên nói, làm sử quan chỉ để chép cho người đời sau những điều tốt xấu để tránh, để theo. Nay chép tất cả những điều tốt, thì tất là người đời sau sẽ làm điều xấu của triều trước mất. vả lại khi tiếc của người chép sử nếu thật đúng thì lệnh vua cũng không theo. Không theo không những vua chịu mà đời sau còn nể phục. Lê Nghĩa thở dài, Ngô Sĩ Liên nói. Việc xảy ra rồi không chuộc lại được. Nhưng theo tôi, ông nên chép chuyện vua đến sử quán để đời xem, tránh không làm thế nữa. Lê Nghĩa buồn bã nói. Ông nói phải. Tôi dẫu có bị vua ghét cũng xin chép lại. Vua biết chuyện Ngô Sĩ Liên trách cứ Lê Nghĩa. Mấy bữa sau, Ngô Sĩ Liên được hoàng thượng vời đến sau buổi chầu. Ngô Sĩ si Liên biết thế nào cũng bị quở, nhưng vẫn ung dung bước vào cung điện. Mặt ngài ngữ lạnh như tiền, vừa chỉ ghế cho quan chấp sử ngồi. Một lát sau vua hỏi, bữa nọ sau lễ tế giao, ta nghe nói ngươi cùng Lê Nghĩa chép nhật ký trong thực lục rằng lễ tế giao của ta cố làm việc tổ tiên như thế ý định ám chỉ gì? Ngô Sĩ si Liên nói, tâu bệ hạ, tế giao đã thành quy ước. Tiên đế từ Thái Tổ, Thái Tông, Nhân Tông đều nhất nhất giữ nguyên như thế. Đó là trước một ngày, quan đề lĩnh sửa đường, sửa cầu từ nội điện đến điện Nam Giao. Đến ngày tế thì tám thị hiệu một vệ năm trung thuyền của binh huyên đứng dàn ở ngoại thành. Bốn quân hiệu ngoại vào phù giá, các hiệu bổ binh ngoại dàn đồ khí giới hai bên dọc đường từ nội điện đến đàn Nam Giao. Thủy binh dàn đồ khí giới hai bên dọc đường từ cửa Đại Hưng, cửa Càng Nguyên, cửa Đoan Uông đến đàn Giao áo mũ quan quân nội thị và thị hầu đều bằng lụa gai quân ngoại mũ lụa gai áo khăn cát đến giờ thì đánh chuông giục roi, dẹp đường vua ngồi kiểu long ủy, từ cửa đại hưng tiến ra các đội cầm quân vàng nghi trưởng trước sau để hộ gia các quan áo mũ tề chính đi trước lê thanh tôn cao mặt ngắt lời vậy tế giao vừa qua có lỗi gì ngô sĩ liên chậm rãi nói tế giao vừa qua hơn các lần tế giao trước đã ghi trong thực luật bởi các người giữ tế đến người dẹp đường đều đông lên gấp đôi. Đồ lộ bộ binh khí cũng tăng lên gấp đôi. Vừa nói, tăng như vậy để tỏ rõ với trời đất rằng đất nước thịnh dưỡng, dân trị gió công rờ rỡ, rỡ chứ có gì đáng bàn. Ngô Sĩ Liên nói, với thần linh tâm thành là đủ. Nếu như cần phải diễu võ dương quay thì đối với bách tính thiên hạ mới phải làm thế. Vừa tức quá không giãn nổi liền mắng rằng, người ngu lắm, ta mới coi chính sự, sửa mới đức độ, tuân theo và sáng danh thêm điển lệ của tổ tông. Cũng chính là để mong trời đất thấy được tấm lòng đối với thần linh. Sông núi sao lại dám bảo là để khoa quy vũ. Người chép sử bảo nước ta là hàng phiên bang, thế là đã hạ phẩm quốc gia mình. Sợ không biết nhục, nước nào cũng có dân hiến riêng, nhân tài vật lực chính sự riêng. Đó là điều đang tự hào, hoàng chép sử phải tôn vinh điều đó lên chứ sao lại hèn thế. Còn cái thân ngươi, khi Lỗ đức hầu, tức nghi dân cướp ngôi, ngươi ngồi ở ngôi ngữ sử cũng chẳng trố tài vì kẻ bất hiếu đó hay sao? Giờ đây ta đã lấy lại nước từ tay lỗ đức hầu, chủ cũ của ngươi, sao ngươi không chết theo hắn lại đi thợ ta? Ta không muốn nói ra điều này đâu, nhưng nếu ngươi biết tự hổ thẹn thì cũng chết được đây. Bọn ngươi thật là một lũ gian thận bán nước. Ngô Sử Liên không dám cãi, nhưng nghĩ đến nông nổi riêng của mình. Hai hàng nước mắt chảy xuống mặt, Ông dỗ lấy tay áo chùi đi. Lê Thanh Tôn biết mình quá lời, dịu giọng xuống bảo, thôi cho ngươi lui. Nguyễn Cư Đạo biết Ngô Sĩ Liên bị quở, liền đến nhà họ Ngô để an ủi. Ngô Sĩ Liên thuật lại buổi hầu vua cho Nguyễn Cư Đạo nghe, rồi tâm sự. Ngô Sĩ Liên này sinh ra giống theo dòng dõi các người đi trước, xây dựng một bộ sử cho nước nhà, nơi đành nhịn nhục để đạt nguyện vọng. Còn như non xanh nước biếc, cáo quan về nơi quê nhà vui với điền viên. Rau trong nội, ca trong ao thì có khó gì. Nguyễn Cư Đạo phải an ủi mãi. Nhưng ngày hôm sau, Ngô Sĩ Liên đã được nhà vua cử giữ sức quốc sử quán tu soạn. Dân mệnh soạn bộ đại diệt sử ký toàn thư. Bạn bè các quan trong triều đều đến chúc mừng ông. Ngô Sĩ Liên bèn đến gặp Nguyễn Cư Đạo sau khi Lê Thánh Tôn mất được vài tháng. Ông bảo với người bạn dung tao nhã điềm đạm rằng Đây là quyển 12 và quyển 13 trong bộ sử mà tôi viết. Nói về Đức Thánh Tôn Thuần Hoàng Đế của chúng ta, ông xem giúp và có gì phủ chính cho. Nguyễn Cư Đạo nhận lấy đêm ấy trong đèn đọc suốt đêm lòng bồi hồi cảm động. Ngô Sĩ Liên chép văn trị vũ công không sót việc nào, lại chép kỹ cả việc chưa được như nhà vua có lúc lấn án đại thần, mắng mỏ các quan từ tể tướng trở xuống như mắng con hầu đầy tớ. Những quy vũ như đánh chim thành, dẹp bôn mang, xây dựng luật pháp, mở tao đàn đều ghi rõ cả. Đến những việc như vua đích thân bắn mở ngô si liên, ông cũng chép rất tỉ mỉ, không hề lượt bỏ. Nguyễn Cư Đạo ôm mấy chương sử vào ngực mình, ngửa mặt lên trời mà nói, thờ vua như ngô sĩ liên mới thật là bậc đại thần, thở tiên đế còn sống, quý trọng ta hơn, ban bổng lộc cho ta nhiều hơn, nhưng ta nào đã làm được như ngô sĩ liên tâm huyết với triều đình hôm sau Nguyễn Cư Đạo đem trả mấy chương sử lại tự trách mình với Ngô Sĩ Điên. Nhà chép sử nói, công tích và sự nghiệp thân thế của thuần hoàng đế là tự người sáng nghiệp nên tôi mới có được những chương sử viết với niềm vui rạng rỡ như thế. Nhưng như nhà chép sử thì có gì đâu, chỉ còn ngồi bút thôi.